Xin chào cả nhà. Chào tất cả mọi người. Hiện nay thì Asim và Harry đang ở Hàn Quốc. Đang ở đường Myeongdong. Là một cái đường rất là sầm uất của Hàn Quốc, là nói chung du khách ai tới đây đầu tiên nên á dễ mua đồ cho mua sắm. Hôm nay thì em mua đồ tiên. Chúng ta sẽ ăn street food. Đồ đó là đồ ăn mà. Hôm nay tại sao chúng tôi đến đây là tại vì hôm nay chúng tôi đầu tiên là đến đây để Christmas. Giáng sinh đã tới rồi, chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Có tiền nha, có sức khỏe, có tiền đi chơi bà. Không có tiền là ở nhà không ăn Giáng sinh ở nhà không à. Phải chúc cho mọi người giàu có, sung túc, vui vẻ, hạnh phúc, cái con đi chơi, dẫn gia đình đi chơi, người thân đi chơi đồ nha. Chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và một dịp đặc biệt nữa thì rất là hay quan lần này tới đây đó là lần này là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi tươi. Trời ơi trời, Trấn Thành mà lấy vợ được 3 năm hết trời. Kỳ tích hết trời. Cảm ơn em đã chịu lấy anh trong 3 năm nha. Xúc động. Chúc gì tôi đi. Cảm ơn. Vâng, bớt giữ tôi lại đi, bớt thằng đá lại đi. Bớt lại đi. Hôm nay hãy cùng Trấn Thành với Harry Won trải nghiệm nha. Có chúng tôi làm gì tối nay nha. Bye bye. Trời, cái này nó ngon quá, tôi năn nỉ bà ăn đi giờ nè bà heo. Chết. Em xào cho chồng nghe. Chồng ơi, tại vì em bắt được nhiều lắm á. Ê con mẹ kìa, sơ hở cái nồi hết cái bánh lên đi à. Ui ơi, dạ cái gì đây.